Hello mọi người, xin chào mọi người, chào đón mọi người quay lại với series hài hước cùng Khắc Công. Câu chuyện hài hước đầu tiên của ngày hôm nay Khắc Công xin gửi đến các bạn có tên là Viên Cuối Cùng. Peter gia nhập quân đội lúc 18 tuổi, nhưng dù huấn luyện thế nào, cậu ta cũng không thể bắn súng trúng đích. Một hôm, trong một buổi tập, Peter nhắm mục tiêu, bắn 9 lần, nhưng đều không trúng. Viên sĩ quan thất vọng nói: Peter, anh thật là vô vọng. Thôi, đừng bắn phí viên đạn cuối cùng nữa. Đi ra sau tường kia và dùng viên đạn đó mà tự bắn vào mình. Peter xấu hổ quá, anh đi ra sau tường. Một vài giây sau, viên sĩ quan và các tay lính trẻ nghe thấy một tiếng súng. Trời ơi, thằng đần độn ấy tự bắn vào mình thật à, viên sĩ quan thốt lên. Ông lo lắng chạy ra phía sau tường, nhưng không như ông nghĩ, Peter chẳng làm sao cả. Peter sợ sệt nói: xin lỗi, tôi lại bắn trượt. May mà nó bắn trượt đấy. Nó mà bắn trúng, nó mà bị làm sao, thằng sĩ quan coi chừng. Sĩ quan mà đi nói như vậy với lính thì thôi. Câu chuyện có tên là Anh Hai Vợ. Một anh chàng hai vợ, tối đến phải ngủ chung với vợ lớn ở nhà trong, còn vợ bé thì nằm nhà ngoài. Một đêm trời đã về khuya, cô vợ bé hát: đêm khuya gió lặng sóng yên, lái kia có muốn ghé thuyền sang chơi. Anh chồng muốn ra với vợ bé nhưng bị vợ cả ôm giữ, mới đáp rằng muốn sang bên ấy cho vui. Mắc đồn lính gác khó xuôi được đò, nghe thấy vậy chị vợ cả liền hát: sông kia ai cấm mà lo, muốn xuôi thì nộp thuế, đò rồi xuôi. Cô vợ bé đáp: chẳng buôn chẳng bán thì thôi, qua đồn hết vốn còn xuôi nỗi gì. Câu chuyện khá là thông thúy, chẳng hiểu sau đó anh chồng có xuôi được không. Vâng, ở dưới có bạn comment là rocket 1 giờ mới đi tiếp được. Câu chuyện có tên là Đầu Hay Mông. Một anh hói suốt ngày bị đồng nghiệp trêu vì cái đầu nhắn bóng của mình. Trong giờ nghỉ, một cậu nhân viên trẻ liều lĩnh xoa đầu anh nói: tôi có cảm giác như đang rờ vào cái mông của vợ tôi. Chàng hói sờ lên đầu mình và công nhận: cậu nói đúng, giống thật. Nghi lắm nha. Nghi ông hói này, ông sờ mông của vợ của ông kia rồi đấy. Ông kia sắp nghe câu đó xong là cay lắm. Ngu thế, sao tự nhiên mình nói được câu đó nhỉ. Câu chuyện có tên là Thử Nước Tiểu. Hai bệnh nhân gặp nhau ngoài hành lang. Một người thấy người kia bồn chồn lo lắng, người này tò mò hỏi: trông bác có vẻ lo lắng, chắc bác có bệnh tình gì trầm trọng lắm. Tôi đến đây để thử máu. Chỉ có thế à, không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu hả bác? Muốn thử máu, họ sẽ cắt tay của tôi. Trời ơi, mới nghĩ đến đã thấy rùng cả mình. Nghe vậy anh chàng kia mặt mày xám ngắt, cứ thọc tay vào túi quần
rồi run lên bần bật. Ông già hỏi: "Anh trẻ làm sao thế? Sao khi không lại hoảng sợ lên thế? Tôi đến để thử nước tiểu." Ông già tư vấn vớ vẩn. Làm như ai cắt tay ông? Người ta tiêm si răng mà chứ. Ông nhỏ sợ bị cắt chim. Câu chuyện có tên là Không có tội gì cả. Trong lúc xin tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói: "Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hàng ngày con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật xinh đẹp." Cha nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái rồi nói: "Cha cho con biết một tin vui, đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn." Nhầm lẫn. Thầm, thầm đấy. Con hiểu nhầm về sắc đẹp của mình rồi, thực ra con rất là xấu. Câu chuyện có tên là Không được như vậy nữa. Một nghệ sĩ đi diễn lưu động trở về nói với bạn: "Thật là một chương trình thành công. Khi tôi diễn tại quảng trường, tiếng vỗ tay của quần chúng vang dội ngay cả khi màn trình diễn chưa kết thúc. Anh may mắn đấy, nhưng tuần sau thì chắc không được như thế đâu. Vì sao? Đài khí tượng bảo trời sẽ trở lạnh và khô hơn, lúc đó sẽ không nhiều muỗi như giờ đâu." Quá cái tiếng vỗ tay không phải là tiếng hoan hô mà là tiếng vỗ tay đập muỗi. Trời ơi. Câu chuyện có tên là Hội Quỳnh. Cậu Quỳnh sao cứ thấy con lũ bạn lại hét rống lên: "Hội hội." Quỳnh: "Mày thử đánh vần xem." Quỳnh: "Hờ ôi, hôi, nặng." Quỳnh: "Đúng rồi đấy, tụi nó bảo mày hôi nặng. Ha ha." Hay. Hồi ôi, hôi nặng, hội. Hồi ôi, hôi nặng là hôi nặng. Câu chuyện có tên là Xưng hô đúng cách. Trong một quán thịt chó cuối tháng, một ông khách sành ăn phàn nàn với chủ quán: "Này ông chủ, con chó này thế nào mà vừa già vừa cứng, ăn gãy cả răng." Chủ quán quay ra mắng: "Anh kia, ăn nói phải có lễ phép một chút chứ, không được hỗn." Ông khách rất bực mình, bèn vặc lại: "Ông bảo ai hỗn? Mọi người xem tôi nói có sai không nào?" Lúc này chủ quán mới lên tiếng: "Anh phải gọi là cụ chó chứ." Với cái cụ chó. Câu chuyện có tên là Xem nồi. Bố đang dặn dò các con. Bố: "Các con à, ông cha ta có câu: ăn xem nồi, ngồi xem hướng." Bố dừng lại và quay sang cu Tí: "Tí, theo con thì con sẽ ngồi hướng nào?" Tí suy nghĩ: "À, con sẽ ngồi chỗ nào gần nồi." Bố thắc mắc: "Tại sao con lại ngồi gần nồi?" Tí nhanh nhẩu: "Con nghe bố dạy ăn xem nồi, ngồi xem hướng, nên con chọn hướng đó để xem nồi ạ." À. Bố ơi trời. Ăn xem nồi, ngồi xem hướng. Thằng con lại là Tí, cái câu đó là ăn xem nồi, ngồi xem hướng là phải có văn minh trên bàn ăn, ngồi vào cùng một hướng với người ta, ngồi thành vòng tròn, không quay đít vào mâm đồ. Tính ra Việt Nam ăn quý sở tộc hết đó các bạn ạ. Nếu mà học hết cái phong tục ăn của Việt Nam là
hơi bị quý sở tộc luôn đấy. Không thua gì phong cách quý sở tộc của cái bọn hoàng gia nước ngoài đâu. Câu chuyện có tên là Dịch vụ vệ sĩ trọn gói. Tại công ty chuyên cung cấp vệ sĩ, người ta đang tiếp một ông khách quan trọng. Thưa ngài, chúng tôi mới phát triển thêm một số dịch vụ. Ngài muốn bảo vệ trong giờ hành chính hay trọn gói? Thế nào là trọn gói? Thưa, là bao gồm cả tẩm liệm và chôn cất ạ. Phải, tư vấn thế này thì đéo thằng nào nó thuê vệ sĩ của ông. Người ta thuê vệ sĩ để bảo toàn tính mạng, ông lại bảo là thuê tẩm liệm thì thôi chứ. Phá sản. Startup sẽ bị phá sản. Câu chuyện có tên là Có thể. Một đôi đang hẹn hò trong rạp chiếu phim. Trong phim, người vợ đang tức giận, quát mắng chồng vì anh ta ngoại tình. Anh nghĩ gì mà thừ ra thế? Không có gì, anh đang suy nghĩ là sau này khi là chồng em, anh có bị mắng như vậy không nhỉ? Vâng, phát hiện ra một anh chàng rất là ngoại tình, giấu đầu lòi đuôi, đã lòi đuôi ra rồi. Quả này tha hồ mà xin lỗi nhé. Câu chuyện có tên là Ngành hàng không. Nam hỏi Khoa, bạn gái cậu bao nhiêu tuổi? Khoa trả lời, 25 tuổi. Nam, thế bạn gái cậu làm ngành gì? Khoa trả lời, ngành hàng không. Nam trả lời, cậu sướng thật, quen với bạn gái là hàng không. Khoa, sướng lắm, bạn gái tớ suốt ngày ở không ăn hàng. Đúng, hàng không. Hàng không là ở không ăn hàng. Câu chuyện có tên là Thông minh. Natasha đi học về, hớn hở bảo mẹ, mẹ ơi hôm nay con kiếm được 2 rúp, ở đâu ra thế? Thằng Vova đố con trèo lên cây, mỗi lần nó cho con 10 copec. Mày bị nó lừa rồi, nó làm thế để nhìn quần chip của mày đấy. Thì con biết rồi, con đâu phải đứa ngu, cho nên hôm nay con đâu có mặc quần chip. Không mặc quần chip nên mới được 12 rúp đấy. Nếu mà mặc quần chip là chỉ được 10 copec thôi. Úi giời ơi, đúng là một chuyện vô va, không làm cho chúng ta thất vọng mọi người nhỉ. Không mặc quần chip, 10 copec, 2 rúp. Câu chuyện có tên là Không khí trong lành. Khách du lịch hỏi chủ một nhà trọ trong làng, này ông chủ, không khí ở đây thế nào? Có tốt không vậy? Về việc này thì ông khỏi chê. Tốt đến nỗi mà chúng tôi đã phải đầu độc mãi một cụ già nhất trong làng mới có dịp khai trương nghĩa địa đấy. Phải cả đầu độc cụ già nhất trong làng. Ông cụ này tội nghiệp phải. Ông chắc có thể sống được nữa mà bị bọn này nó đầu độc. Cái làng này sao lống sống gì mà ghê vậy. Sống hết của thiên địa rồi. Câu chuyện có tên là Lợi ích của vodka. Một cảnh sát giao thông chặn chiếc xe chở 3 người và kiểm tra nồng độ cồn trong máu tài xế. Kết quả vượt mức cho phép. Máy thử này hỏng rồi, gã tài xế gào lên. Vợ tôi chả uống tí nào, thử kiểm tra cô ấy xem. Viên cảnh sát đồng ý nhưng kết quả tương tự. Thấy chưa, rõ ràng nó đã hỏng. Không, vợ anh chắc chắn cũng uống rượu. Viên cảnh sát đáp lại, vậy thì kiểm tra thằng con trai tôi đi, chắc chắn là trẻ con không uống rượu. Cặp vợ chồng đánh thức thằng bé dậy để cảnh sát kiểm tra. Một lần nữa cái máy lại chỉ ra nồng độ cồn trong máu đứa bé vượt quá mức cho phép. Thấy chưa, máy hỏng, gã chồng đắc thắng. Viên cảnh sát rối rít xin lỗi cặp vợ chồng và để cho họ đi. Gã chồng sướng quá quay sang bà vợ, thế mà cứ toáng lên,
là đừng cho trẻ con uống vodka. Đấy, cứ kêu là không có lợi gì đi. Vâng, đúng theo câu. Đã lái vodka, không uống tre. Đặc sản của dân Nga ngố. Nhưng mà cảnh sát này bị điên à? Cũng phải biết ngửi chứ. Bắt luôn cả ông bố lại vì tội cho đứa con uống rượu chứ. Câu chuyện có tên là Dạy Vẹt. Tèo vừa mua một con vẹt ngoài chợ, hí hửng dạy nó tập nói. Tèo nói: tôi biết nói. Con vẹt nói: tôi biết nói, tôi biết nói. Tèo nói: tôi biết đi. Con vẹt nói: tôi biết đi, tôi biết đi. Tèo nói: tôi biết bay. Con vẹt: xạo mày. Vãi cả xạo mày. Ê, câu chuyện hay đấy. Vâng, câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay Khắc Công xin gửi đến các bạn trong video clip lần này. Đó có tên là Tuyển Vợ. Một anh chàng đăng quảng cáo có mỗi hai từ cụt lốn: tuyển vợ. Ngày hôm sau anh ta nhận được hàng ngàn lá thư gửi đến. Lá thư nào cũng thúc giục, tha thiết: lấy mụ vợ của tôi này, lấy của tôi mà dùng. Vâng, các ông đã sống chán quá, chán quá, sợ các bà vợ rồi nên phải đẩy sang cho anh này. Lấy của tôi mà dùng. Video này, lần này của các công đến đây là hết. Tạm biệt mọi người nhé. Bye bye.